Xin chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm, đó là module giải mã vân tay K215. Module này sẽ giải mã vân tay cho module nhận dạng vân tay R305. Thì ngoài cái R305 này thì cái module này nó còn tương thích với R301, R303, R306 và R305F. Cái module này sử dụng điện áp 9-24V với dòng khoảng 6mA, kích thước của module là 515x48mm. Thì module này có thể lưu được 200 vân tay. Đây là cổng ra dơ le, chân LO, chân tường mở, chân LC, chân tường đóng, đây hai chân nguồn dụng 12V. Sau đây mình sẽ tiến hành test. Bây giờ mình đã kết nối xong. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test. Đầu tiên là mình sẽ cho cái module này nhận vân tay. Đầu tiên mình sẽ nhấn nút K1 này. Đây. Nhấn nút K1. Thì bạn sẽ có 8 giây để các bạn thực hiện lưu vân tay. Sau 8 giây nó sẽ không nhận nữa. Nên các bạn chú ý. Đấy. Nó báo âm thanh như vậy là các bạn đã lưu vân tay thành công. Bây giờ mình sẽ lưu tiếp dấu vân tay thứ hai. Để lưu được dấu vân tay thứ hai, các bạn làm tương tự như bước đầu. Đấy, như vậy là mình đã lưu được hai cái vân tay. Mình sẽ chờ hết 8 giây và mình sẽ thử vân tay của mình. Đấy, bây giờ mình có thể thử vân tay của mình. Thử vân tay. Các bạn đấy. Mình đang nhận vân tay. Đấy. Thì đây ở đây có một cái răm. Là sẽ có cái răm, nó có 3 chân. Thì từ đây, từ phải qua trái là 1 2 3. Thì mình đang để răm ở vị trí 1 2. Nghĩa là mình sẽ có khi mình nhận vân tay thì rơi ra nó sẽ nhận đến khi nào mình nhấn vân tay lần thứ hai thì nó sẽ ngắt cái rơ le. Còn nếu mà mình chuyển sang vị trí 2-3 thì rơ le nó sẽ đóng cắt ngay. Các bạn thấy rơ le nó sẽ đóng cắt ngay. Đấy. Đây là vị trí nhất thì nó sẽ đóng. Đấy, đến khi nào mình nhấn vân tay lần nữa thì nó sẽ cắt. Bạn để bao lâu tùy thích, không giới hạn. Đến khi nào các bạn nhấn vân tay lần, xác nhận vân tay lần nữa thì nó mới tắt. Đấy. Thì các bạn có thể áp dụng được cái này vào để các bạn mở cửa. Hoặc là các bạn mở một cái khóa, các bạn khóa vào một cái gì đó, các bạn dùng vân tay để được hết rất nhiều ứng dụng rất hay. Thì video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hãy like và comment ở dưới để ý kiến của các bạn. Và subscribe theo dõi kênh YouTube nhóm review của mình để xem thêm được nhiều sản phẩm hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.